Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã đến kênh bán hàng của bên em nhá. Vâng ạ, trong video ngày hôm nay thì thực sự là cũng rất là lâu rồi em mới gặp lại một cái dòng vang nổi tiếng, con vang có tên là MBOX MV880. Con này là hàng cơ lai số các bác nhá. Cơ lai số, hàng ship đến từ Thượng Hải các bác nhá. Một thương hiệu đến từ Thượng Hải. Đó, một cái sự đặc biệt là con vang này nó vô cùng dễ chỉnh, eco hay. Đấy, có cả dì vọt và chống hú ba cấp cho anh em mà cái giá vô cùng hợp lý. Các bác nhá. Giá rất là hợp lý luôn. Một con vang xịn đến từ Thượng Hải các bác nhá, chạy chip của Nhật. Đó. Một con vang cơ lai số đầy đủ chức năng eco, dì vọt, chống hú ba cấp, dễ chơi, dễ chỉnh, vang nhại ngọt. Đấy, bên em đang bán cho anh em giá chỉ có 830.000 một cây. Các bác nhá. Bao ship cho anh em và bao test cho anh em 1 tháng, lỗi đổi con mới cho anh em luôn. Trong video này ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Và trực tiếp giúp em số này. Đấy, các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Đó. Một lô này thực sự về lô đẹp, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn chưa? Đều như chia. Đấy, đều như chia, đẹp luôn. Và bao zin toàn phần cho anh em luôn. Con này thì nó chạy một con chip, nó là chip 920 Yamaha của Nhật Bản, chống hú 3 cấp. Nó đầy đủ các cả dơ le đóng ngắt từng cổng luôn. Đóng ngắt rất là tuyệt vời luôn này. Đấy. Con này thì nó chạy nguồn autovol, chơi được giải điện từ 90V cho 240V luôn. Nên những bác nào mà làm show ngoài trời hoặc là làm những khu vực mà điện yếu thì con này nó tuyệt vời luôn. Nó chơi được tất cả các giải điện yếu. Đấy, rất tuyệt vời không nhá. Đấy. Các ngõ vào của nó thì đây, rất nhiều cũng có cơ bản. Và ngay bây giờ mà alo thử cho các bác nghe tiếng rất là sướng các bác nhá. Lin lin 1 2 6 7 8 9 7. Lin lin 6 Lin lin 1 2 2 3. Lin lin 6 7 2. Nó rất là hay, rất là ngọt các bác nhá. Tiếng con này thực sự nó rất rất là ngọt cho các bác luôn. Đấy, rất dễ chơi, dễ chỉnh. Con này là cái loại dễ chỉnh nhất trong cái hệ mặt trời luôn ạ. Nếu bác nào mà không chỉnh được thì em cũng đến thua luôn. Nó dễ lắm luôn, dễ như bằng cơ luôn đấy. Các đầu vào thì gồm 1 2 3 4 ngõ vào. Đấy, ngõ ra thì gồm hai cổng chính, là một cổng center và một cổng sub và một cổng thu âm luôn. Đấy. Rất đặc biệt các bác nhá. Con này thì nó có cả mic sau. Đấy, có cả mic sau. Nhưng thường thường cái mic này thì cũng ít khi dùng lắm. Đấy, chủ yếu trong dùng mic trước thì chủ yếu dùng mic sau ly. Đấy, 3 mic trước. Đấy, 3 mic trước cộng 12 mic sau. Đấy, các bác nhá. Tổng tất cả là 5 mic tất cả. Đấy, ok chưa ạ? Đấy, mặt là nó hơi hồng hồng nhẹ nhẹ, rất là đẹp các bác nhá. Tất cả hệ thống chỉnh các bác nhìn này, nó rất dễ chơi, dễ chỉnh luôn này. Delay này, tăng giảm này. Đấy, repeat này, tốc độ lặp lại này, echo này, reverb time này, reverb này, bass trung check này. Thế là xong, chẳng có cái gì nữa cả. Rất đơn giản các bác nhá. Dễ chơi, dễ chỉnh. Cực cực ngọt cho anh em luôn. Giá chỉ có 830k một cây. Bao ship cho anh em tận nhà, bao test cho anh em 1 tháng, lỗi đổi con mới cho anh em. Ok chưa ạ? 830k một cây thôi ạ. Cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Cái giá này mà còn không mua được nữa thì đếm cũng đến thua thôi ạ. Đấy, bên em là bán giá cực kỳ là linh động và giá hợp lý cho anh em rồi. Đấy. Một dòng vang mà nó cực ngọt như này. Đấy, đẹp như này, thương hiệu đến từ Thượng Hải các bác nhá. Chạy chip của Nhật Bản. Đấy, 830k một cây. Bao ship cho anh em, tận nơi cho anh em luôn ạ. Bao test cho anh em 1 tháng, lỗi đổi con mới cho anh em luôn. Ok chưa bác? Đấy, rất chất luôn nha, rất ngọt, chống ngu nhất đầy đủ đấy, còn nhìn chưa? Đấy. Trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu bác gọi trực tiếp giúp em số này, thì các bác đi qua kênh nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá, nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.